Nam Mô A Di Đà Phật. Nay đủ duyên lành con quay trở lại với hoàn cảnh gia đình của một cụ bà. Mỗi ngày làm chầm nón để kiếm tiền vài chục ngàn, nuôi em của mình bị câm bị điếc. Đến ngày hôm nay bà thì cũng đã lớn tuổi rồi, bị bệnh phổi và bệnh tim nữa. Bởi vì nhà cũng khó khăn, tuổi về già không chồng không con. Và đến nơi đây cho tặng món quà tình thương của chị Phương và anh Chiết ở bên nước Úc. Cảm tạ món quà của anh chị rất là nhiều. Cầu chúc cho gia đình của chị Phương và anh Chiết tăng phước tăng thọ, bồ đề tâm tăng trưởng, sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý, đời đời được sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Nguyện đem công đức lành này ngày hôm nay xin Đức Phật A Di Đà từ bi tác đại chứng minh. Bà ơi, nay con đến ở đây, con mang món quà tình thương của vợ chồng chị Phương và anh Chiết bên nước Úc tặng cho bà để có tiền nuôi em trai của mình bị câm bị điếc. Bà có gửi lời gì bà nói nha bà? Tôi cảm ơn và tôi gửi lời thăm, gửi lời cảm ơn cô Phương và cậu Chiết. Chúc cô Phương và chị cậu Chiết được nhiều sức khỏe, bình an để làm nhiều thuận lợi để rồi cái này có tiền để giúp cho những người khổ như tôi hoặc là những người khổ hơn nữa. Dạ. Cảm ơn cô Hương và cậu Chiết. Dạ bà ơi, mùa Du Lan lại về rồi, cái tình thương của anh chị ở nơi xa tặng cho bà ngày hôm nay. Nếu như mà có đủ duyên lành nữa, có những món quà tiếp theo nữa mà đến với cái duyên lành của bà thì con sẽ quay trở lại với bà nha bà. Cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bà chào cùng với con nha. Dạ con xin chào quý vị. Chào cô cậu, cô Vân cậu nhé. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nay mùa Du Lan lại về, nhưng mà cái tình cảm yêu thương của vợ chồng anh chị là chị Phương với anh Chiết ở bên nước Úc chia sẻ tình thương cho hoàn cảnh của bà ngày hôm nay. Con đến với hoàn cảnh của bà, cũng không chồng không con, nuôi người em bị câm bị điếc, tuổi về già bươn chải trong cuộc sống để hai chị em nương tựa vào nhau. Con đến con gửi tặng món quà tình thương của chị Phương và anh Chiết ở bên nước Úc. Gửi món quà cho bà là 300 ngàn. Cảm thấy ấm áp tình yêu thương lắm. Xin cảm tạ món quà ngày hôm nay của chị Phương và anh Chiết ở bên nước Úc. Gửi tặng cho hoàn cảnh của bà và người em của bà. Cái món quà này chúc cho vợ chồng của chị Phương và anh Chiết muôn đời được bình an. Bà ơi, nay con đến đây con mang cái quà của chị Phương anh Chiết ở bên nước Úc gửi tặng quà cho bà. Bà có gửi lời gì đến vợ chồng của chị Phương và anh Chiết? Bà tâm sự, bà chia sẻ nha bà. Cảm ơn cô Phương và cậu Chiết. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn sức khỏe, chúc sức khỏe cho gia đình cô Phương và cậu Chiết được nhiều sức khỏe, bình an. Rất cảm ơn. Dạ bà ơi, bà nói cho con nghe lại bà tên gì và bao nhiêu tuổi rồi bà? Tôi là Nguyễn Thị Kế, năm nay 70 tuổi. Còn em, thằng em thì nó bị câm điếc mà nó nay Nguyễn Văn Tràng, năm nay 56 tuổi. Nó 56. Dạ bà ơi, bà cho con hỏi, bà ở đây với em của bà có chồng có con gì không bà? Không, tôi từ nào không chồng không con mà tôi ở tôi nuôi thằng em, mà giờ tuổi già mà không nổi nuôi em nữa, khổ lắm. Em của bà có vợ có con gì không bà? Dạ không, nó câm điếc từ nhỏ tới giờ, giờ nó mắt nó mờ không thấy đường nữa, nó không vợ không con gì hết. Là từ lúc mà mẹ sanh ra là em của bà là lớn lên là không còn nói, không còn nghe gì được hả bà? Từ hồi lúc mới sanh ra là không biết nói luôn tới giờ. Bà cho con hỏi là trong người của bà có được khỏe không hay là có bệnh đau gì không? Bà nói nha bà. Bệnh lắm, dạ bệnh lắm.
nó hồi trước là bệnh phổi, rồi giờ phổi mà lại tim nữa, giờ nó mệt hoài chầm nón không được, lâu ngày chầm có một hai cái nón mệt. Là bà chầm nón lá hả bà? Chầm nón lá. Dạ, chầm nón lá là để đem đi bán cho người ta để mua gạo. Dạ. Mua gạo hay chị em ăn. Dạ. Bà ơi, vậy lúc còn tuổi xuân xanh đó, bà cũng không có quen ai để lập gia đình đâu hả bà? Mắc nuôi em không có nghĩ như chuyện lập gia đình. Dạ. Thấy em nó tật nguyền khổ, cha mẹ mất sớm. Bà ơi, rồi em của bà không có nghe được, rồi không có nói chuyện được các bà. Rồi mỗi ngày em bà muốn nói chuyện với bà, rồi có giống như là bà hiểu không bà? Cũng ra nó ra giấu, thí dụ nó đói bụng nó lại nó ra giấu bữa cơm cho nó. Dạ. Bữa cơm đồ gì ha bà ha. Dạ. Nếu như mà có một điều ước mơ trong cuộc sống này, bà có ước mơ một điều gì nữa không bà? Ước mơ cũng được một thứ tiền, để rồi có tiền đặng ngay, có tiền đặng trị bệnh, đặng mạnh có sức khỏe, đặng nuôi em. Bà ơi, đối với hoàn cảnh những người cùng tuổi với bà, hoàn cảnh mà bằng tuổi với bà, người ta có con mỗi ngày cũng ở bên mẹ rồi gì á bà, rồi khi đêm về đối với hoàn cảnh của bà không con bên cạnh, bà có chạnh lòng, có xót xa, có buồn gì không, bà chia sẻ nha bà. Buồn lắm tại vì người ta có chồng có con ta mà nuôi người ta, còn tuổi già giờ còn phải mà nuôi em nữa, khổ lắm. Nhiều khi cô nằm đêm mà khóc là gì khổ, tới 70 tuổi mà còn khổ. Là từ xưa nay đến giờ là công việc của bà cũng là chầm nón. Chầm nón lá. Dạ. Còn trẻ đi làm mướn, làm thuê cho người ta. Giờ già tuổi già không có, đâu có ai mướn làm nữa. Thấy ngồi nhà chầm nón lá. Dạ. Bà ơi, chầm nón lá gì một ngày á, mình chầm có được nhiều nón không bà? Chầm ngày có mấy chục ngàn hả? Dạ. Chầm ngày được có mấy chục ngàn người. Tính ra tiền vốn nữa không có, cũng không có lời. Yeah. Bà ơi, em bà bị câm rồi điếc như vậy, ở trong người em bà có mắc bệnh gì nữa không? Nó cũng lúc trước nó cũng có bệnh rồi, rồi giờ nó cũng bớt, nó cũng đỡ. Yeah. Nhưng lâu nó tái lại. Yeah. Rồi ở nhà vậy em bà quấn quýt bên bà thôi, hay là em bà có đi đâu chơi để cho bà kiếm đâu gì không? Không. Nó không có đi chơi, nó không thấy đường là nó không đi chơi. Dạ. Nó ở nhà cứ vòng đi ra cha nằm giỏng. Dạ. Nằm giỏng vô đói bụng vô chỉ bụng gì đói. Dạ. Bà nói em của bà không thấy đường là mới đây thôi, hay là lúc từ lúc nhỏ là không thấy đường luôn rồi bà? Lúc nhỏ thì câm điếc nhưng nó cũng thấy đường, nó thấy mà không rõ như mình, rồi càng ngày càng lớn lại nó mờ giờ hết thấy. Càng ngày càng lớn tuổi là nó mờ lớn hết thấy rồi đi, rồi sao bà cũng mò đi được. Mò nó đi giống như đi vô nhà vậy, nó biết. Yeah. Biết cái nhà nó mò như đi vô đi ra. Bà ơi, con cũng nghe bà nói bị bệnh phổi và bệnh tim á, bà có đến bệnh viện để bà khám sức khỏe của bà không? Lúc trước thì có, mà lúc này giờ bệnh lại mà không có tiền nữa cũng không có đi khám. Dạ. Rồi bệnh phổi của bà có làm cho bà ho nhiều lắm không bà? Cũng ho nhiều. Dạ. Rồi bệnh tim của bà nó mệt. Có làm cho bà mệt nhiều mệt không bà? Nhiều. Dạ. Rồi em của bà ở nhà chị đó, rồi có phụ bà giặt đồ hay là làm đồ ăn nấu cơm gì không bà? Không, nó không làm được. Chị dặn nó ra cho nó bồn tắm, cho nó tắm rồi nó bỏ đồ đó cho bà giặt. Dạ, rồi bà giặt đồ cho em của bà. Dạ. Một cái tình cảm thiêng liêng rất là nhiều. Khi mà cha mẹ đã mãn phần qua đời, người chị gái ở tới bây giờ bệnh đau trong người cũng săn sóc cho người em của bà,
bị câm và điếc. Ngồi ở nơi đây, hai chị em phải bươn chải trong cuộc đời này rất là khó khăn trong cuộc sống. Cảm tạ món quà tình thương của chị Phương, anh Chí rất là nhiều. Chúc cho vợ chồng của anh chị nhiều sức khỏe, bình an để chia sẻ nhiều cái cảnh đời hơn trong cuộc sống này. Vậy bà chầm nón một chút ha bà ha, để con quay cái cảnh bà chầm nón. Dạ. Dạ. Trong nhà hai chị em, mỗi ngày người em cũng chỉ biết là quấn quýt bên người chị mà thôi. Rất là xót xa và chạnh lòng khi hoàn cảnh của bà đang đau bệnh nữa. Nhưng mà cái tình nghĩa cùng một mẹ, cùng cha sinh ra trong cuộc đời này, dù có vất vả, gian truân cỡ nào thì người chị cũng sẽ không bao giờ bỏ em mình. Lại mỗi ngày đó, tuổi đã già, sức khỏe không còn nhiều, nhưng cái công việc chầm nón lá để làm nón lá kiếm vài chục ngàn mỗi ngày để mua gạo, mua bánh, mua đồ ăn cho em của mình. Trước khi mà chầm nón lá thì bà có một cái khung, có một cái khung gỗ này nè, rồi bà để nón lá vô để bà chầm. Chầm nón lá này là mai bằng kim ha bà? Kim bằng kim. Một ngày là nếu như mà làm giỏi nhất là được bao nhiêu cái không bà? 5 cái nón. Dạ. 5 cái nón này bà đem ra chợ bán hay là bà giao cho người ta bà? Giao cho người ta tới nhà. Dạ, dạ, rồi từ người ta lấy. Còn mấy cái lá, mấy cái cây trúc đồ gì để làm ra cái nón này đó bà, mình phải đi đến nhà người ta lấy về hả bà? Mỗi ngày là làm nón lá để kiếm tiền nuôi em trai của mình. 300 ngàn ngày hôm nay bà vui không? Vui mà rất cảm ơn. Dạ. Cô Phương về tổ chức. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cảm tạ món quà tình thương của anh chị Phương, anh Chí rất là nhiều đó. Cái công đoạn của bà mỗi ngày để nuôi em kiếm vài chục ngàn mà thôi, hai chị em sinh trang trải cuộc sống qua ngày. Khi mà cha mẹ mãn phần ra qua đời, để lại hai chị em giữa dòng đường đời này. Nam mô A Di Đà Phật. Con chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Nếu mà đủ duyên lành, con quay trở lại với hoàn cảnh của bà.